Cô chào tất cả các em học sinh. Tiết học hôm nay chúng ta tìm hiểu bài 24, đa dạng và vai trò của lớp giáp xác. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 79, 80 và 81. Lưu ý kết hợp thông tin hình ảnh ở sách giáo khoa cùng nhau tìm hiểu bài. Giáp xác có khoảng 20.000 loài, sống hầu hết ở nước như là ao, hồ, sông, biển, một số sống trên cạn và một số nhỏ sống ký sinh. Bài này gồm có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, các em sẽ tìm hiểu một số giáp xác khác thường gặp. Nội dung thứ hai đó là tìm hiểu về vai trò thực tiễn của lớp giáp xác như thế nào nhé. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào phần 1, tìm hiểu một số giáp xác khác. Đây là đại diện đầu tiên là con mọt ẵm. Mọt ẵm có râu ngắn, các đôi chân đều bò được. Đây là giáp xác thở bằng mang ở trên cạn, nhưng chúng cần ở những nơi ẩm ướt. Đây là con sun, đại diện thứ hai, sống ở biển. Con trưởng thành sống cố định, thường bám vào vỏ của tàu, thuyền, làm giảm tốc độ di chuyển của các phương tiện giao thông thủy. Đại diện thứ ba đó là con rận nước. Rận nước sống ở trong nước, có kích thước khoảng 2 mm. Chúng di chuyển nhờ vận động của đôi râu lớn. Rận nước vào mùa hạ chỉ sinh toàn con cái. Nó là nguồn thức ăn chủ yếu cho các loài cá ở trong nước. Đại diện thứ tư đó là loài chân kiếm. Có hai loài chân kiếm. Loài thứ nhất, đây mấy em, đây là loài thứ nhất, đây là loài chân kiếm sống tự do, có kích thước và vai trò như rận nước. Và đây là loài chân kiếm sống ký sinh. Do sống ký sinh, nó phải bám vào cá, cho nên phần phụ nó sẽ bị tiêu giảm và râu biến thành móc bám để bám chặt vào trong cơ thể của cá để hút chất dinh dưỡng từ cơ thể của cá nhé. Đại diện thứ năm tiếp theo đó là con cua đồng, ở đây là cua đồng đực. Đối với tất cả các loài cua thì phần bụng của chúng có sự tiêu giảm, dẹp mỏng lại, còn gọi là yếm, gập vào mặt bụng của mai, đó chính là giáp đầu ngực. Cua bò ngang và thích nghi lối sống ở hang hốc. Đây là cua nhện. Sống ở biển được coi là loài có kích thước lớn nhất trong giáp xác. Đó, nó nặng tới 7 kg, chân dài giống chân của nhện và sải chân của nó dài đến 1,5 mét. Thịt của nó ăn rất là ngon, tức là người ta khai thác chúng để làm nguồn thức ăn cho con người. Rất có giá trị ha. Tiếp theo đại diện đó là con tôm ở nhờ. Các em hãy quan sát trên hình. Tôm ở nhờ chúng có phần bụng vỏ rất là mỏng và mềm. Vì thế chúng rất là nhút nhát, cho nên chúng sẽ tìm những cái vỏ ốc rỗng chui vào đấy để làm nhà, để mà ẩn náu trong đấy. Khi di chuyển thì chúng sẽ kéo vỏ ốc theo. Chúng thường sống cộng sinh với hải quỳ hay gặp ở vùng ven biển nước ta. Thì hình thức sống cộng sinh chúng ta đã học ở bài ngành bục khoan rồi nhé. Ở đây thì cô cũng nhắc lại, đó là sống cộng sinh có nghĩa là hai loài sinh vật sống, các loài sống chung với nhau, cả hai bên đều có lợi cho nhau, tức là đều hỗ trợ và có lợi cho nhau. Thì ở đây tôm ở nhờ nó rất là nhút nhát, nhưng mà nhờ có hải quỳ sẽ giúp cho nó xua đuổi được kẻ thù, đó là nhờ tế bào gai độc của hải quỳ. Còn tôm ở nhờ thì giúp cho hải quỳ di chuyển được, tại vì khi mà tôm ở nhờ này di chuyển, nó sẽ kéo lê vỏ ốc theo và đồng thời kéo cả hải quỳ di chuyển nhé. Đó là hình thức sống cộng sinh. Sau khi đã tìm hiểu các đại diện trên, em hãy nhận xét về lớp giáp xác qua các đặc điểm sau. Đây các em, có 4 đặc điểm em hãy cho biết. Đó là loài nào có kích thước lớn nè, loài nào có kích thước nhỏ, loài nào có hại, loài nào có lợi và có lợi như thế nào. Đến đây em có thể dừng video lại đôi phút, em tự làm, sau đó cho video chạy tiếp để kiểm tra kết quả mình làm như thế nào nhé. Và đây là kết quả của ý thứ nhất. Loài có kích thước lớn nhất đó chính là cua nhện.
ha. Loài có kích thước nhỏ nhất đó chính là những loài như là rận nước nè, chân kiếm nha. Loài có hại đó chính là con sun. Con sun khi trưởng thành bám vào vỏ của tàu thuyền sẽ làm giảm tốc độ lưu thông của tàu thuyền. Hay là chân kiếm ký sinh gây hại cho cá nha, nó hút chất dinh dưỡng gây hại cho cá. Loài có lợi và có lợi như thế nào? Đây các em. Thứ nhất, như là cua nhện, cua đồng nè, ngoài ra còn có những loài như là ghẹ nè, tôm nè, vân vân ha. Nó là nguồn cung cấp thực phẩm rất có giá trị cho con người nha, được con người khai thác để làm nguồn thực phẩm. Bên cạnh đó, những loài như là rận nước hay là chân kiếm sống tự do, chúng là nguồn thức ăn của cá hay là các động vật khác sống ở trong nước nha. Như vậy các em thấy rằng, qua tìm hiểu các đại diện, giáp xác rất đa dạng về môi trường sống nè. Phần lớn thì sống ở nước, có thể sống ở cạn, số nhỏ thì sống ký sinh, đa dạng về kiểu di chuyển nè, đa dạng về hình dạng cơ thể, vân vân nha. Câu hỏi thứ hai, ở địa phương thường gặp các loài giáp xác nào và chúng sống ở đâu? Câu hỏi này em hãy tự tìm đáp án cho mình nhé, tùy theo địa phương của em như thế nào nhé. Và đây là nội dung chính của phần 1, các em hãy ghi nội dung này vào trong vở của mình. Chúng ta chuyển sang phần 2, tìm hiểu về vai trò thực tiễn của giáp xác như thế nào. Đây là bảng xanh ở trang 81, ý nghĩa thực tiễn của giáp xác. Trên đây giáp xác có 6 ý nghĩa thực tiễn cơ bản nhất. Em hãy cho ví dụ tên đại diện và tên các loài ở địa phương mà em biết sao cho phù hợp với từng ý nghĩa thực tiễn đó như thế nào. Đến đây em có thể dừng video lại đôi phút, các em tự làm, sau đó cho video chạy tiếp để chúng ta kiểm tra kết quả như thế nào. Sau đây là kết quả phần ý thứ nhất nè. Làm thực phẩm đông lạnh đó là như là tôm sú, tôm he. Làm thực phẩm khô ví dụ như là tôm he đấy, để phơi khô làm tôm khô đó các em. Nguyên liệu để làm mắm như là tôm tép, ba khía, vân vân. Làm thực phẩm tươi sống đó là tôm, cua, ruốc nè. Có hại cho giao thông thủy đó là gì? Đó là con sun nha. Ký sinh gây hại cho cá, đó là chân kiếm ký sinh nha. Tên các loài ở địa phương em thường gặp, ứng với từng ý nghĩa thực tiễn như thế nào? Thì trên đây cô cũng giới thiệu cho các em một số đại diện. Ví dụ như thực phẩm đông lạnh ở địa phương có như có thể là con gì? Tôm nương hoặc là tôm sú nè, vân vân ha. Làm thực phẩm khô như là tôm đỏ, tôm bạc, vân vân. Nguyên liệu làm mắm, cấy, còng, ba khía như nãy cô nói nha. Làm thực phẩm tươi sống như là cua bể, ghẹ, vân vân. Còn có hại cho giao thông thủy, ký sinh gây hại cho cá là đương nhiên, có thể như là sun hay là chân kiếm ký sinh nha. Đây là những vai trò thực tiễn cơ bản nhất của lớp giáp xác. Thì các em lưu ý cho cô ha, trong vai trò thực tiễn của lớp giáp xác thì vai trò lớn nhất của giáp xác đó chính là gì? Đó là nó cung cấp nguồn thức ăn cho con người nhé, cung cấp nguồn thức ăn hay là nguồn thực phẩm cho con người, đó là vai trò lớn nhất của lớp giáp xác nha các em. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu thêm một em có biết, để cho thấy giáp xác có tầm quan trọng như thế nào trong đời sống của con người. Trên thế giới mỗi năm khai thác khoảng 2 triệu tấn giáp xác, chủ yếu là tôm biển. Tôm đông lạnh là hàng hải sản quan trọng của nước ta, xuất sang Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, vân vân. Tôm hùm có thể nặng từ 1 đến 3 kg. Cua nhện có chân dài giống chân nhện. Sải chân của nó dài từ 1,5 đến 3 mét, nặng 3,5 đến 7 kg. Và có thể sống ở độ sâu 250 mét dưới đáy đại dương. Thịt tôm hùm, cua nhện được coi là có giá trị hàng đầu trong các giáp xác thương phẩm. Nhiều loài giáp xác nhỏ, rận nước, chân kiếm, vân vân, ở ao, hồ, sông, biển có tốc độ sinh sản rất là nhanh.
Vì thế, tuy nhỏ nhưng chúng là nguồn thức ăn quan trọng của nhiều loài cá công nghiệp như cá trích và cả các động vật lớn ở đại dương như là cá voi. À, đấy. Như vậy qua một em có biết này, em có thể trả lời ba câu hỏi ở cuối bài. Nhắc các em, sự phong phú đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương như thế nào? À, cái này chúng ta tìm hiểu thêm nè. Hai là vai trò của giáp xác nhỏ có kích thước hiển vi trong ao hồ sông biển như thế nào? Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và ở địa phương mà em biết nha. À, đây là câu hỏi cuối bài, các em tự tìm hiểu, tự làm nhé, tìm kết quả đáp án đó là gì. À, đây là nội dung chính của phần 2, vai trò thực tiễn của giáp xác. Em hãy ghi nội dung này vào trong vở của mình. À, như vậy các em đã tìm hiểu xong bài 24, một số giáp xác khác cũng như là vai trò thực tiễn của chúng như thế nào. À, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Em hãy ghi đầy đủ nội dung bài học, học bài, làm câu hỏi 123 sách giáo khoa trang 81, chuẩn bị bài 25, tìm hiểu về lớp hình dạng nhé. Cô mến chào tất cả các em.